Hôm nay thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính chào các thành viên chủ tịch hội đồng quản trị. Đã vượt 110% được tăng lên, người lao động được công ty thực hiện đầy thuận lợi cho người lao động an tâm lao động sản xuất. Vẫn còn một số tồn tại hạn chế như từ đó và vụ năm 2020 và ban tâm đốc và công tác an ninh chính trị